Đúng rồi, nếu mà chỗ này làm chuồng kín được thì tốt. Chuồng trại có quy mô, sau bao da bao dỉ, không còn một con nào luôn. Đẹp đẽ. Đây chuồng tách nồi này thì một. Bây giờ bảo họ có bán cái loại này không? Đấy thì cái sàn tách đây anh. Chuồng lái đẻ thứ luôn. Đã chuồng sẽ là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12, 13, 14, 15, 16. 16 ngăn. Sau bão giá bão dịch không còn cái gì luôn. Trại quy mô 50 nái. Thế này mà ai mà mua được những cái sàn này, sàn tách lợn này mang về mà ngon lành nữa. Mà thiết kế cái chuồng này sai quá, rộng quá.